Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vượt qua khổ ải, tránh mọi tai ương, thần Phật thương tình. Các tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Những người đứng can bính, tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong thì lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả tới ai. Bởi người này có lòng tự trọng cao, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Tính tình lanh lợi hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy, lại luôn gần gũi thân thiện với mọi người. Họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi Bính Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác. Họ lạc quan theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên khi buồn bực họ rất dễ bi quan xuống tinh thần, có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén. Trong quan hệ tình người chân thành và đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi cởi mở, dí dỏm vui tươi. Quan niệm về thiện ác phân minh, sống lạc quan dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do thoải mái ung dung tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, trong làm việc thì nhanh nhạy sẽ tiếp thu cái mới. Người tuổi Bính Ngọ sống được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận giàu sang, nếu có lấy tuổi Tuất, tuổi Dần thì cố hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đạt, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mấy mặn mà, nếu ở xa nhau thì sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn chung, tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa hoạt bát phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện, để được hưởng chọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa trí tài của mình. Người tuổi Bính Ngọ là người thông minh lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, họ nhiệt tình phóng khoáng cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người, bản mệnh cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này đến lần khác, nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thì tuổi Ngọ nên điều chỉnh lại hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ bạn thích đi du lịch ở khắp mọi nơi, để khám phá trải nghiệm những điều mới, họ ít dành thời gian cho gia đình mình, bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Đến khi trưởng thành bạn có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Đây là những người có tài lãnh đạo,
biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, tuổi này nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp tuổi 1966 đạt được nhiều bước tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc. Dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào, cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn. Biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng, là vì đây là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một trực giác ngoại cảm mãnh liệt. Cuộc sống của họ biết được cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ, nên đôi khi họ không cần đọc cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc hành trình sắp tới của mình sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Cuộc đời của Bính Ngọ là khởi nghiệp tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho tới trung vận của họ. Cũng lắm lần lên voi đôi lần xuống chó, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của 1966. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mày mòn đi khắp nơi, còn lại trốn xây yêu đời yêu người, không hận thù chẳng luyến lưu, không nhiều chuyện cũng chẳng quá bận tâm tới việc của người khác. Việc mình làm, người mình quan tâm thì mình chăm, khó mình thì mình lo. Bính Ngọ trong giai đoạn hậu vận từ nay trở đi sẽ là một giai đoạn rực rỡ nhất để xây dựng thành vinh hoa. Họ không cần quá cố gắng truy cầu, mà tiền tài cơ hội vật chất sẽ tới với họ để họ nắm lấy và thực hiện. Trong chuỗi hành trình 10 năm sắp tới, Bính Ngọ có thể tìm đến thiền, yoga, học cách ung dung, học cách giao lưu, kiếm một vài cái sở thích để hưởng thụ cuộc đời. Kỳ thực ở độ tuổi này Bính Ngọ cũng tôi rèn cho con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này Bính Ngọ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Đương số giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi bộc chộp. Bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Tài lộc và công việc sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngán đường, đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Khi làm việc bạn nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình, bởi vậy họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần so với người khác, và tất nhiên tuổi ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Người này không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái được đi lại, và đặc biệt có thể phát huy được khả năng giao tiếp của mình. Tuổi ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề ấy sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Trong công việc đứng trước khó khăn thử thách, tuổi Bính Ngọ không bao giờ sợ hãi lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn thì họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý quan tâm. Bởi vậy những lúc gian nan khó khăn, tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy nhiên, những người này sẽ bị thu hút bởi những thứ mới lạ hấp dẫn khác, bởi vậy không ít lần bạn bỏ việc giữa chừng để chạy theo những thứ mới mẻ kia. Bản tính cả thèm chóng chán này khiến họ gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cuộc đời diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, họ khó có thể ổn định cuộc sống và công việc theo ý muốn. Nguyên nhân sâu xa là do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh. Tuổi này năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc. Họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính, ngược lại còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc đời.
Để đạt được thành công, đương số phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc bạn quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai gian khổ. Về mặt tài vận thì tuổi Bính Ngọ thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, thế nên họ thường không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó chính là nhờ những mối quan hệ ngoại giao rộng khắp và thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải cảnh thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng dòng do hay cố nói dối tuổi Bính Ngọ. Họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật nếu muốn thu hút sự chú ý của người này. Bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, thế nhưng tuổi Ngọ vẫn luôn vui tươi thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm, ngày mai vẫn còn cơ hội, không có việc gì phải vội vàng. Bạn thường kiếm tiền dựa vào những mối quan hệ ngoại giao, làm việc nhờ môi giới rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy, bởi vậy họ không có được nguồn thu nhập ổn định. Trong suốt cuộc đời họ đạt được nhiều thành công và không ít lần thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi, bởi vậy bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của mình. Nếu như bạn lơ là thiếu thận trọng trong giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất rung thân. Bạn phải thận trọng hơn nữa, chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Người tuổi này nhiệt tình sôi nổi, khẳng khái cương trực, có tố chất lãnh đạo. Họ phóng khoáng tư tưởng rộng mở, óc sáng tạo phong phú, cũng rất có tài năng thiên bẩm về diễn xuất và kịch nghệ. Có tham vọng lớn, có ước mơ xây dựng sự nghiệp vững vàng hùng mạnh. Nếu may mắn gặp được người lãnh đạo khiến họ thấy tâm phục khẩu phục, thì họ sẽ là cấp dưới mẫn cán và trung thành, không một lời oán thán mà gánh vác hết trọng trách, thậm chí ngay cả những công việc tẻ nhạt ngoài sở thích cũng chẳng chối từ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng tới tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống hạnh phúc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian dưỡng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe,
Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân, đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Thứ nhất, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, các vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của mình. Tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục, theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng lớn, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này sẽ gặp được quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ làm cho bằng được nhờ vào chính nỗ lực của bản thân cộng thêm đôi chút may mắn từ vận trình. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do và đều hài lòng với những gì đã đạt được. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ trong tháng đều diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khả quan, tháng này doanh thu có thể bù cho cả 2, thậm chí là 3 tháng trước. Theo đó, ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh, càng chi tiết càng tốt. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận cũng như đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn, hăng hái cũng khiến bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để càng ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú ngựa còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần thiết.
Nhìn chung tháng mới cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Bính Ngọ. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn, theo thời gian, hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2024. Tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kinh doanh vô cùng thuận lợi. Những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm ăn kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn, với những đơn hàng tấp nập bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Tháng này bạn gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nó mang tới cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh, chi tiêu không cần phải nghĩ. Có điều, bạn vốn có lối chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Khi chính bạn thay đổi, học cách chi tiêu tiết kiệm, bạn sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối quan hệ lâu năm để có nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản, pháp lý thật kỹ càng. Tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới pháp luật, kiện tụng. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2024. Tuổi Bính Ngọ âm lịch nhận định rằng, nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của bạn sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian rất thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi dượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng mối quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được những người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ, nhưng đã là nhân duyên thì chẳng thể nói trước được điều gì. Các cặp đôi trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Quan trọng là cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện buồn vui bên nhau. Nhưng tình cảm ngày càng đong đầy chứ không hề sức mẻ. Đây chính là nền tảng để xây dựng hôn nhân vững chắc. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2024. Xem lịch vạn niên, nhìn chung sức khỏe của tuổi Bính Ngọ bình ổn trong tháng 8 âm lịch này. Có điều xung khắc sức lực hư hao, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, khó tập trung làm việc. Tuy nhiên, nếu biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh ấy, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Đặc biệt là dân văn phòng phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về mắt và xương khớp rất cao, càng phải tăng cường vận động. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, tuổi Bính Ngọ nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya, có thể gặp phải tai nạn, sự cố bất ngờ mà ngay bản thân cũng khó lý giải. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng loại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ tuổi Bính Ngọ có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới, tuổi Bính Ngọ gặp khá nhiều điều không may, có thể là gia dấp tai nạn, gia chạm với người khác, hoặc bị người khác tranh công cướp việc. Có tiểu nhân chơi xấu, vận trình không thuận lợi, nên bạn cảm thấy rất uể oải, mất tinh thần, buồn bã suốt từ đầu tuần. Công việc khó chịu, có thất sát nên tính tình không được bình tĩnh, hay mắc sai lầm, hoặc gặp sếp khó tính, thường xuyên bị la mắng. Tuy nhiên, bạn cũng có ưu điểm riêng là mạnh mẽ và xông xáo, dám nhận những công việc khó mà không nề hà. Điểm này được ghi nhận và gây ấn tượng khá tốt. Tình duyên có chút trục trặc, thực thần lắm lời đưa chuyện,
khiến mối quan hệ tự dưng mâu thuẫn. Bạn và người ấy bị tác động bên ngoài mà hiểu lầm nhau, không có được tiếng nói chung. Hai bên nên đối thoại trực tiếp thay vì nghe ngóng bên ngoài, thẳng thắn đối diện với nhau sẽ tốt hơn. Sức khỏe tuy không tốt lắm, nhưng bạn cũng không mắc phải bệnh nặng, chủ yếu là công việc bận rộn nên thân thể hơi suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cho mình có thời gian thư giãn để thân thể được thả lỏng, đừng tự tạo áp lực quá lớn, có sức khỏe thì hiệu quả công việc cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, hồng, 8. Tử vi tuần 2, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của tuổi Bính Ngọ nhìn chung phải thận trọng và chú ý đường xe cộ. Tuần có chính quan, có tài lộc, nhưng quan chủ thị phi và tai nạn, không bị người khác gièm pha, cũng có gia chạm ngã xe. Người này tốt nhất nên ở đường quan lộc vận trình may mắn hanh thông. Chức vị và danh tiếng chắc chắn cũng tốt hơn tuần trước, theo đó tài lộc cũng khởi sắc, thu vào nhiều hơn chi. Sức khỏe cũng khá tốt, bạn biết cách vận động và nghỉ ngơi hợp lý, nên thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Đây là một trong những thế mạnh bản mệnh cần toàn tâm, toàn ý hết mình xây dựng sự nghiệp, cố gắng duy trì. Nhưng thời gian này có quan thị phi, càng lên cao thì càng có nhiều kẻ thù. Bản mệnh phải hết sức chú ý, nhất là trong đầu tuần, có nhiều cuộc tụ xã giao, từng lời nói, hành động của bạn sẽ bị theo dõi và thổi phồng lên. Đường đi lại không thuận lợi, tránh xuất hành xa. Thời điểm này, đường xá đông đúc, nhiều xe cộ đi lại, cô đi cũng không thể hanh thông, nên để vào dịp khác. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Dậu, Thân. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tử vi tuần 3, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới báo người tuổi Bính Ngọ ăn nên làm ra, phúc lộc vào nhà, gia trạch bình an, chuyện xấu không nhiều, chuyện tốt liên tiếp, tài lộc là phương diện hứng khởi nhất của bản mệnh. Có người mang quà, mang tiền đến tận nhà, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhân dịp này, bạn hãy tích góp cho mình một khoản tiết kiệm để chi dùng cho việc lớn trong thời gian tới. Có sự nghiệp đầu tuần đã khởi sắc, thiên tài có lợi cho người kinh doanh, vừa mở hàng, khai trương, đã có khách hàng, ký kết được hợp đồng hoặc giới thiệu được cơ hội đầu tư rất tốt, hứa hẹn nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, tình cảm của bạn vẫn chưa được như ý, người độc thân vẫn tiếp tục một mình, có lẽ duyên số vẫn chưa mỉm cười với bạn, đừng buồn, hãy tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ngay hôm nay. Người này có lợi thế về đối nhân xử thế, các mối quan hệ đều rất hài hòa và tốt đẹp, nếu bạn vận dụng điều này vào chuyện tình cảm cá nhân thì sẽ hanh thông hơn rất nhiều, thử xem nhé. Quý nhân, Mùi, Ngọ. Tiểu nhân, Ý, Dậu. Màu sắc may mắn, cam, vàng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tuần cuối của tháng, người tuổi Bính Ngọ hãy lưu ý tới tình cảm và sức khỏe, hai phương sẽ này của bạn không tốt. Còn công việc và tài lộc đều thoải mái bình thường, muốn có đột phá trong vận trình, con giáp này cần phải tích cực, chủ động và cố gắng nhiều hơn nữa. Tuần có chính quan, sự nghiệp được nâng đỡ khá nhiều, nhất là những người làm việc văn phòng, hành chính, công nhân viên chức của cơ quan chính quy. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng với cấp trên, nên hãy tận dụng thật tốt, đừng lãng phí vận may hiếm có này bạn nhé. Nhờ làm việc thuận lợi nên tài lộc cũng không hề kém, mặc số thiên tài không có nhiều, nhưng bù lại nguồn chính tài của bạn sẽ vững vàng, ổn định, yên tâm công tác mà không phải lo lắng quá về tiền bạc. Khuyên tuổi này nên tập trung vào công việc chính, không nên tham lam mà làm một lúc nhiều việc dễ bị sao nhãng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc nên con giáp này không dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm cho chuyện tình cảm, khiến mối quan hệ lạnh nhạt và xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng không tốt, do nghỉ ngơi không điều độ, hợp lý, dễ bị mệt mỏi và cảm thấy đau đầu, nhức mỏi thân thể. Quý nhân, Dần, Thìn. Tiểu nhân, Dậu, Hợi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong ba kiểu người bái Phật vô ích, thì tự tay làm tiêu tan phúc lành của chính mình, nhưng không lường được hậu quả mà việc ấy gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu,
thiếu xà bách hạnh chi tiên, một người không thể được xem là hoàn thiện khi có nhiều đức tính tốt. Nhưng khiếm khuyết là lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dày công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà, cha mẹ thì không có một ai trên cuộc đời này. Cho nên tri ân báo ơn ông bà, mẹ cha là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.